Tao nói là gái ở một mình tiền là gác, trai ở một mình gác là xong. Chúng ta già ở một mình thoải mái, thích ăn thì ăn, thích tiêu tiêu. Đi khai hoang lên vườn đất dặn mấy sao mà giao lên nhà đó. Rồi nói không nơi nương tựa, 11 người con mà nói không nơi nương tựa đó là đi đâu con? Đúng chưa? Cho nên là tôi rất có chỗ nương tựa rất nhiều, nhưng tôi chưa phải nương tựa đấy. Mà tôi xin phép ủy ban là cho tôi xin trả lại cái chỗ hộ nghèo, tôi xin ra thoát nghèo. Bởi vì tôi còn đang giúp đỡ được những người khó khăn hơn tôi. Chứ còn những cái bà mà cái chợ cứ tự chiếm ra một mình chứ để nó ăn cái đỏ của nhà nước hộ nghèo thì những dưới là giặc. Xin phép ủy ban cho tôi xin trả chỗ hộ nghèo lại. Mà nó tuyệt vời á. Bà đúng là cuối năm cháu phải đề nghị ủy ban xã tặng giấy khen để làm gương cho những gia đình nhà khác. Nhớ lại lời đây năm sau ba cổ trâu đưa mổ ăn mổ gọn gàng, lưng cõng côn thơ vai vác nước, đâm gạo chảy tay việc tài gia. Thế mà nay đã nhiều đổi thay, máy bò, máy gạch, máy vừa cày. Quân chỉ đã học đường nhiều tiến bộ, đất nước rõ ràng đã được thay. Mà đến trước thôi mà ông nghĩ ra được cái câu sao nữa. Rất là hay rồi, tuệ thật hay. Còn nói về Thanh Hóa, tao xin mặn một bài huyện Thường Xuân với tỉnh Thanh Hóa nữa nha. Thanh Hóa quê tôi được màu xanh, biển núi rừng cây cảnh hữu tình. Nước dòng sông Mã reo nhạc ngựa, Mã là ngựa, Thanh Hóa anh hùng trong sự xanh. Đã biết bao thời lửa chiến tranh, đế quốc trăm năm chúng mạnh lành, đạn bom gieo khắp trên đất nước, Thanh Hóa sẵn sàng khoác áo xanh. Hay quá. Áo của lạc lăng thủy muôn thử, để lại Việt Nam chữ yên bình. Đến đứa rồi mà không còn nói ra được nữa. Mà kết thúc là tốt rồi, kết thúc là có học rồi bà ơi. Còn là cái nhất là cái bài thơ trong chữ với con tao bác được mê man ra. Ngồi trên tàu mà bác được 20 tòa đồng triệu bạc. Bán bài thơ á hả? Bán cái bài thơ thì bà đọc thử các cháu nghe xem bài thơ có hay không ạ? Bài thơ trong chữ với con là gì nhá? Vâng. Có nghĩa là con mình có hư hỏng điều chi đừng chửi bới. Đừng đem đi nói chuyện với ai. Ví dụ tôi nói chuyện con cháu con tôi đi với chạy thì chạy chả đánh giá rằng là bà con răng con bà với đứa. Đúng không nào? Đúng rồi. Cho nên là nói qua loa đi. Bây giờ là sáng tác một bài thơ, đánh máy photo đưa cho mỗi đứa mà bà đứa mà đọc cái bài thơ đó mà ngấm được sửa được thì sửa, mà đứa mà không sửa được vẫn cứ như đứa thì cho bỏ. Đánh tay như cái bài thơ này. Tựa đài vẫn là tâm sự với con. Xem thơ suy ngẫm con ơi, làm người phải tránh miệng lời thị phi. Mẹ già cũng chả cần chi, mong con ứng xử những khi mẹ còn. Gọi là bốn phận làm con, như tấm gương sáng cháu con sôi lòng. Câu này là giao trách nhiệm này. Mẹ dù sức khỏe thế nào, tuổi già ắt hẳn dựa vào con thôi. Mong con đáp trước nghĩa đời, mẹ muốn nghe được những lời thân thương. Một đời giải nắng dằn thương bắn tay mẹ ngậm ngoặt đường thành quân. Năm qua tháng lại mũi mòn, ngược xuôi tầm đảo nuôi quân lớn dần. Đêm khuya nước mắt thấm khăn, cuộc đời mẹ chịu mọi phản thẩm mưu. Bây giờ bóng đã về chiều, mong con hiểu lấy đôi điều vàng xuân. Một khi đã khuất núi non thì chả cần phải khóc nỉ non làm gì. Lành Nam Tàu đã gọi về, chào đời thanh thản ra đi nhẹ nhàng. Tấm thân vùi dưới suối vàng, tâm hồn thẳng thắp thiên đàng sông ngân. Có đền đáp chút nghĩa ân chỉ là ba nén hương trần mà thôi. Có ân hận cũng muộn rồi, chỉ là để tiến cho đời nghĩa mang. Bình thơ gửi quân, cả gái cùng trai. Xem thơ suy ngẫm kéo hoài thơ đi, tác giả Lỗ Thị Mơ. Hoan hô, ai hoan hô à? Bà làm thơ hay quá.